Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Đồng Xoài ghi nhận 4 ca F0 trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ phức tạp. Các trường hợp trên dương tính với sách COVID-2 qua xét nghiệm PCR sau khi có kết quả nghi nhiễm COVID-19 qua xét nghiệm dịch vụ. Trong 4 trường hợp F0 trên, có một trường hợp thường trú tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, đã tiêm hai mũi vaccine đi về từ hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đã không khai báo y tế đi lại nhiều nơi tại thành phố Đồng Xoài và huyện Trân Thành. Ba trường hợp F0 còn lại là vợ con của người này và tài xế lái xe chở hàng cho gia đình. Qua điều tra dịch tễ, bốn trường hợp F0 trên trong thời gian gần đây đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, gây khó khăn và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương.